Nguyên liệu được cánh thấy xào xới trong suốt quá trình xào nấu. Xin giới thiệu anh chị, chảo xào nấu công nghiệp dạng cánh thấy lật tâm. Chảo này dễ sử dụng. Quá trình nấu mình cho sản phẩm vào trong chảo, sau đó điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ cánh thấy phù hợp để chảo tự vận hành. Sau một khoảng thời gian xào nấu, chảo nóng lên rồi sản phẩm bắt đầu chín dần. Nhờ dạng cánh thấy là tâm cái thành nên cái sản phẩm được đánh đều trong quá trình xào nấu. Sản phẩm chín đạt yêu cầu mình sẽ giảm tốc độ lại và canh đến khi nào sản phẩm chín mình sẽ cho ra. Khi cho ra mình sẽ tắt nhiệt. Chảo có trang bị cơ cấu đổ liệu tự động, mình nhấn nút cái cơ cấu này sẽ nghiêng cái chảo xuống để đổ sản phẩm ra. Nhờ cơ cấu này mà thao tác cho sản phẩm ra dễ dàng. Sau khi sản phẩm cho ra xong, mình nhấn nút cho cái cơ cấu nghiêng cái chảo về vị trí ban đầu để tiếp tục sản xuất cái mẻ tiếp theo. Phần kết cấu cơ khí của máy sẽ tạo chắc chắn giúp máy vận hành ổn định và chịu được cường độ sản xuất cao. Chảo nấu được chế tạo bằng inox 74, chuyên cho ngành thực phẩm, dược liệu và gia vị.